sẽ tiến hành là chiết hồng nhá. Đây đất mình làm, đất làm chiết hồng. Đất này là cũng có nó đơn giản đấy, đất vườn này. Đất vườn với mình trộn với cả rơm, rẻ rơm, rơm mình cắt nhỏ, mình cắt nhỏ xong mình trộn cùng, xong là mình cho nước và mình làm cho nó đất nó nhão thành đấy. 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 Chỗ này phải chia được khối để cái bầu cũng chỉ cần bầu nhỏ nhỏ thôi mà không cần bầu to. Đấy. Rồi. Cho ít kích rễ và xem có tác dụng gì không. Thực ra là cứ cho thế chứ còn chưa chắc là đã tác dụng gì. Cho kích rễ. Đây, cái dễ vào nha. Đấy. Đất này nó có cả rơm ở trong rồi. Rơm ở trong thì nó sẽ tạo cái, sau này cái bầu nó sẽ tạo cái độ có mùn, nó sẽ không bị ấy, không bị cứng. Đấy. Dễ nó sẽ ra đây. Cái này là một bầu. Đấy. Đó, một bầu. Đây, một bầu nữa. Đây này. Đấy. Bầu chỉ cần cái dây bóng này thôi. Đấy. Một bầu nữa nha. Người nha. Đấy. Xong rồi. Xong rồi mình tiến hành nặng. Đây này. Họ nhìn mình chiết đây nhá. Chiết này đã. Cái này là sẽ được một cái cây chi đấy. À, nhìn chi đẹp không? Đó. Đây này. Cái này chiết này. Ở Sơn Đông rồi bác. Đó. Về là làm oxin cho bà Kỳ mổ lợn thôi. À, chiết nhá. Thấy không? Chiết đẹp chưa? Đấy nhá, bầu chiết này. Đấy, này sẽ thành có một cây hoa hồng mới đẹp, tuyệt vời. Ai, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy nhá, đây là cây hồng nhung, hai thân, rất là đẹp. Mình sẽ chiết bỏ một thân đi. Chiết là chi một thân, còn được một thân. Đấy, mình sẽ tiến hành đến đây này. Hôm trước mình chiết mình bó rồi, nhưng mà có một cái vết này. Đấy, mình thử thay đổi. Tức là mình để sau một thời gian đây, nó mà mình để khô một tuần xem là mình bó xem nào nó sẽ ra dễ tốt hơn bó ngay hay là như nào. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chiết bó cái cành này. Đấy, sau khi khoanh nhá, khoanh tròn hết nhá. Quay sang một tí, không phải quay gần. Quay sang thì cả người anh nhá. Ảnh. Đấy, bây giờ mình tiến hành nhá. Đây này, cái đất lúc nãy mình vừa trộn nhá. Đất lúc nãy vừa trộn này, có cả rơm này. Đấy, chúng ta chiết này nó rất là sạch sẽ này, tay vẫn sạch, không có gì cả. Cho vào túi bóng này nhá. Mà làm sao nó ý nó bện chặt vào. Đấy, đúng không? Thế mình tiến hành này. Đây, các bạn nhìn này. Bắt đầu nhá, chiết nhá. Đây nhá, để đúng này nhá. Đó, là dí này. Đấy, dí bó vào. Thế để nó dính đều hết. Đấy. À đây có một cái mầm này. Ôi cái mầm này không để được rồi. Ôi đành phải hy sinh cái mầm đấy. Không sao cả. Đây. Quấn luôn này. Đấy. Quấn xong nhá.
Quấn xong chúng ta dùng dây. Đây. Dây chúng ta buộc thít chặt hai đầu. Thít chặt hai đầu. Đây. Thít chặt hai đầu. Đấy, đây, bóp tròn tròn bầu nó mới chặt để làm sao nó đất nó dính sẽ dính chặt vào cái vết đấy, vết bầu đó. Đấy, chúng ta tiếp tục bỏ phần trên. Đấy, chúng ta bỏ phần trên. Bỏ phần trên. Đấy. Thế xong đảm bảo là khoảng một tháng nữa là nó ra rễ. Một tháng nữa ra rễ nha. Đấy. Rơm mới trộn. Có thu quá. Đấy. Cái cây này cũng là ấy, thế thôi mình nuôi cái thân này thôi. Nuôi cái thân này thôi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình chiết cái cành này. Chiết cái cành này nhá. Mình sẽ để chỗ này nó bật mầm nên mình chiết cao lên một tí. Đấy, mọi người nhìn nhá, đấy khoanh nhá. Dùng dao khoanh này. Khoanh này. Khoanh tròn xung quanh này. Đấy. Đấy. Khoanh tròn xung quanh này. Đấy. Khoanh cái này chỉ cần rộng khoảng 2 phân thôi. Đấy. Khoanh tròn xung quanh nhá. Đừng làm gì. Đưa. Mọi người thấy chưa? Đấy. Quanh tròn xung quanh nhá. Xong chúng ta rạch một cái đường như này. Đấy. Đấy, xong chúng ta bóc. Đấy. Bóc cái vỏ. Ơ, nào. Cái này là thân hơi già. Thân hơi già cho nên là bóc hơi khó các bạn. Nếu mà thân nó bánh tẻ thì bóc chẹt phát là nó ấy ngay. Cái này mình phải lấy dao mình gọt. Đấy, lấy dao mình gọt nữa. Dao gọt xong cạo sạch đi. À, đây. Bóc được rồi đây. Đấy, nếu bóc được cái này thì chuẩn này. Đấy. Bóc chuẩn xong cạo sạch cái lớp vỏ đi. Đấy. Cạo sạch lớp vỏ nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy vết cắt chưa? À, vết đấy chưa? Này, đó, vết ấy rất là sắc nét nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ bầu. Đây, này là đất vẫn là cả rơm nhá. Đấy, chúng ta để vào đúng vị trí nhá, vị trí của nó nhá. Đây này, đấy, tiến hành dí này. Dí, đấy, nó phòi đều rồi. Đấy, cái bầu, đấy, hiểu không? Bầu kín chắc chắn luôn. Đấy, quấn lại. Đó. Nhiều người có cách bầu khác, tức là nếu mà đi lấy được cái rễ bèo ấy, rễ bèo chiết là dễ nhất, nó xốp mà nó ẩm mà không cần chiết bầu to, chỉ bầu nhỏ nhỏ là xong là được. Cái này mình làm đất cho nên là mình cho bầu to, nên nhớ là phải bóp chặt nhá, bóp chặt bầu để cho nó dính chặt vào cái vết cắt ấy. Đấy. Đấy, bây giờ mình cùng cái đất bầu này, cùng thời điểm bầu nhá. Mình bầu một cành là hôm bây giờ mình mới bóc vỏ và mình bầu luôn. Đúng chưa? Đấy. Và một cành nữa là lúc nãy mình vừa bóc vỏ từ một tuần trước.
hôm nay mình mới bầu. Đấy, để hôm nào nó ra rễ thì để mọi người xem là cái nào rễ nhiều hơn và cái nào có rễ, cái nào không có rễ nhá. Đấy, cũng là một cái để trải nghiệm học hỏi nhá. Đấy, mọi người xem video chiết hồng của mình, nếu cảm thấy hay thì bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn. Và mình sẽ tiếp tục phát những video ghép và dâm cành hồng tiếp tục để nhân giống. Và hoa hồng thì mình, đây là cây hoa hồng hồng nhung, hồng quê. Đó. À đây, cái cành này có vẻ là bị phấn bệnh hay sao này. Cái này thì bỏ đi. Đó. Nên mua cái dao ghép chiết cành, ghép cành này. Đấy. Mọi người xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn. Và mình sẽ tiếp tục phát những cái video tiếp theo khi hai cái cành hồng này nó ra rễ. Lúc nào chúng ta nhìn ở cái mặt túi bóng này, những cây rễ của cái cây hồng này nó ra mà nó có màu thâm thâm rồi thì lúc đấy ta cắt được.